Thank you.
那个我再放一个。你买下了再放一个。
ơi, đi học về đã. Học ngoan không? Hả? Chân búa? Phải rồi. Thế nào? Đi học ngoan không? Cô giáo dạy hát cho con không? Có. Hát cho bố nghe hả? Con hát một bài cho bố nghe đi. Hát cái bài lên chân á. Hát bài lên chân á? Ừ. Con hát đi. Hát đi. Cô giáo dạy con hát gì á? Cô dạy con hát một bài như thế thôi á? Ừ. Con đi học theo mẹ về nắng không? Có. Nắng quá nhỉ? Ừ. Đây. Để dép ra. Đây, không được nguyên dép nữa nhá. Nghe chưa? Cho bố đi tắm nhá. Nhá. Tắm ở kia. Đó, con tắm à? Đi, đi lên nhà bận quạt nhá. Nhá. Nhá, đi nhà bận quạt này.